Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Minh Anh và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Ukraine kêu gọi Đức khẩn trương viện trợ vũ khí và đào tạo phi công. Thượng viện Pháp thông qua dự luật cải cách hưu trí. Kính thưa quý vị.